Một nhà hàng ở Sầm Sơn, Thanh Hóa đang bị khách hàng tố chặt chém với giá ghẹ được bán vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 lên tới 1 triệu đồng một ký. Mới đây, trên một số diễn đàn đã đăng tải hình ảnh hóa đơn tính tiền về một bữa ăn tối ngày 2 tháng 5 tại nhà hàng Chinh Thủy thuộc thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với tổng số tiền phải thanh toán hơn 3,8 triệu đồng. Cũng theo thông tin được đăng tải thì nhóm khách này đã ăn một số món hải sản tại nhà hàng trên, trong đó có món ghẹ hấp với giá 1 triệu đồng một ký. Theo hóa đơn, nhóm khách đã ăn 2,6 kg ghẹ và phải trả số tiền 2,6 triệu đồng. Nhiều ý kiến sau đó đã cho rằng với giá ghẹ lên tới 1 triệu đồng 1 kg như vậy là quá đắt và nhà hàng đã chặt chém khách. Đại diện nhà hàng Chinh Thủy cho biết đã nắm được thông tin về hóa đơn thanh toán của một nhóm khách đưa lên mạng xã hội và hoàn toàn không có chuyện chặt chém, bán đắt. Về mức giá ghẹ 1 triệu đồng 1 kg trong hóa đơn, vị đại diện này cho hay mức giá này đã được niêm yết rõ ràng tại bảng của cửa hàng. Ông này cũng bày tỏ không muốn giải thích nhiều về việc này và mọi người nếu muốn biết thì có thể đến nhà hàng để xem thực tế cho rõ ràng.